chiều bên sông thấp thoáng ai đưa con đò, tiếng đàn bầu nao lòng người xa cô hương. Nhà bên sông có một người lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng người cuối chân đê. Phận hồng nhan có mấy ai an lành, cuối dòng đời xuôi ngược cùng hư không. Giữa dòng trôi biết đâu bên trong bên đục, tiếng hò nghe nghẹn lòng bến sông xưa. Lúa à? Lúa. Dạ. Ủa, má cả. Con mời má ngồi. Sao con không mở cửa sổ ra cho thông thoáng? Nhốt mình trong phòng như vậy không bệnh cũng thành bệnh đó con. Dạ thưa, con thấy ở trong phòng á, tuy là nó ngột ngạt thiệt, nhưng được cái nó yên tĩnh lắm á. Con à, con đừng có quá đau buồn. Người ngay á, rồi có ngày sẽ được giải quan thôi con. Giải quan hả má? Con không biết được không nữa. Bây giờ ở trong nhà này không có ai tin con hết á. Sao con nói vậy? Còn má nè, còn Xanh nữa, và mọi người á luôn ở bên cạnh con mà. Chỉ cần con không bỏ cuộc là mọi người luôn luôn ở bên cạnh con. Má nè, má sẽ đi đòi lại công bằng cho con đó. Con cảm ơn má cả đã tin con. Nè con, thôi con đi nghỉ ngơi cho nó mau khỏe lại đi con. Con cảm ơn má. Nghỉ đi con. Má đi nha. Bà Năm ơi, súp dây cá có chưa vậy bà Năm? Có rồi đây con. Con mang lên giùm bà Năm nghe. Dạ. Năm. Gì? Súp dây cá luôn hả? Ờ. Bởi vậy ta nói nhà giàu sướng. Sao mà sướng? Hết ăn dây cá, rồi tới ăn bầu ngư. Hết súp này, rồi súp nọ. Không biết đến bao giờ con mới được ăn mấy cái thứ đó luôn. Cái thằng... Vậy con ráng tu đi, rồi kiếp sau được ăn sung mặc sướng. Thì con cũng đang tu chứ bộ. Bà Năm. Hồi sáng này con đi ra chợ, con gặp thằng Đinh. Sao? Cái thằng mà hồi trước ở nhà này nè. Ờ, bà nhớ. Nghe nói hả, cái lúc mà nó nghỉ làm ở đây, nó có một số tiền rất là lớn luôn. Sao mày biết nó có tiền? Hồi sáng này con đi ra chợ gặp nó đó. Thấy bận bộ đồ sang trọng đẹp nha. Hỏi mọi người xung quanh mới biết. Không phải đặt chuyện đâu. Công nhận, cái thằng nghèo rớt mồng tơ luôn. Một bước tự nhiên cái giàu có. Nó hay. Đâu có gì lạ đâu. Chắc có ai giúp đỡ nó, hay là nó đào được vàng, hay là nó lượm được tiền gì đó cũng nên. Nhưng mà trùng hợp một cái á, cái ngày mà nó xin nghỉ á, là trúng ngay cái đêm cậu nhỏ bị mất tích luôn. Nè nè nè, mày đừng có ăn nói bậy bạ chết đó nghe chưa. Mày coi chừng đó. Mà mày có chắc chắn là trùng với cái đêm đó không? Đúng xong đúng. Ờ, dạ dạ, chào chào bà cả. Dạ. Ờ, mọi người đừng có sợ. Tôi vô coi canh xong có ông xong chưa mà. Dạ 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 dạ, thưa bà xong rồi ạ.
Để tôi chuẩn bị bưng lên cho ông ạ. Mời bà cả dùng. Dạ thưa bà, xong rồi. Bây giờ để tôi đem lên cho ông. Thôi được rồi, để tôi bưng được rồi. Dạ cảm ơn bà. Hú hồn hú vía. Sao? Tưởng đâu là bị nghe hát cải lương luôn rồi chứ. Mày, bà Năm, công nhận nha, bà cả của mình á, bà thay đổi hẳn luôn. Đúng là có vậy. Hèn chi hôm trước mày cứ réo gọi mọi người, rước bà từ ngoài sân rồi vô nhà trong, rồi cái rước thẳng xuống bếp luôn á. Đố. Sao đứng mình vậy con? Thằng Xanh đâu? Dạ thưa má cả, ảnh ở trong phòng á má. Bộ hai đứa con không có thuận hả? Có phải vì chuyện thằng bé Thịnh không? Nè, nó có trách gì con không? Thưa má, anh không có nói, anh cũng không trách gì con hết á. Nhưng mà con thấy anh không có vui vẻ, không có thoải mái như lúc trước. Con cũng muốn hỏi chuyện lắm, nhưng mà không dám. Con cho bà cho mợ. Mợ ơi, con nấu nước xong rồi á mợ. Cảm ơn Sen nha, để đó cho tôi đi. Dạ. Má, con xin phép má đi trước. Con vô đi. Chào bà con đi. Xanh à. Dạ, má gọi con. Con có thời gian nói chuyện với má một chút không? Dạ. Con với con Lụa dạo này sao rồi? Dạ, tụi con cũng bình thường à má. Má thấy hình như không phải vậy đó. Con à, con Lụa nó là đứa tốt. Tính tình nó làm sao, má nghĩ là con hiểu nó hơn ai hết mà. Má nghĩ chuyện thằng Thịnh là nó vô tội. Mất con á, má biết con cũng rất buồn. Nhưng nếu con vì chuyện đó mà không vui với con Lụa thì tội cho nó lắm đó con. Sự lạnh lùng xa cách sẽ giết chết tình cảm và hạnh phúc của hai đứa đó. Giữ hạnh phúc mới là điều khó, chứ phái vợ thì rất là dễ. Thôi, má vô phòng trước đây. Dạ. Má cả nói gì với em? Má cả có nói với em, má nói hỏi em về tụi mình ra sao. Bộ má có nói gì với anh hả?
Má nói là hạnh phúc đánh mất thì rất dễ, nhưng giữ thì rất là khó. Anh thấy sao? Có lẽ má nói đúng. Má khuyên tụi mình nên gìn giữ hạnh phúc đó. Con mời bà uống nước. Khuya rồi sao bà không vô ngủ? Bà, cái nhà này thời gian qua nó lạnh lẽo lắm. Từ khi bà về tới giờ, cái nhà này nó mới ra cái nhà đó. Ông, sao khuya rồi? Ông không vô nghỉ sớm để giữ sức khỏe? Ông còn ngồi đây bằng chi vậy? Tại chị cả, thức khuya rất có hại cho sức khỏe đó. Chị cũng không còn trẻ trung gì, nên chị nhớ giữ sức khỏe cẩn thận. Thôi tôi vô ngủ nha. Bà ngồi chút xíu nữa vô ngủ đi nha. Con à. Dạ. Đưa bà vô ngủ sớm đi con. Dạ. Tôi đi nha bà. Đi đi ông. Bà ơi, bà vô ngủ. Tèo à, Tèo. Dạ. Vô đây bà biểu. Dạ. Dạ, bà gọi con. Cái hôm mà cậu chủ mất tích á, có ai xin nghỉ làm không? Dạ, dạ có bà. Mà ai cho nghỉ? Hình như là bà Tư với lại cậu cả. Sao bà biết? Dạ, thì hôm bữa là con nghe bà Tư nói với ông hội đồng là có cậu gì tên Đinh á xin nghỉ về quê có công chuyện gì đó. À, thôi bay vô làm việc của bay đi. Dạ. Bà, sao con thấy chuyện gì cũng có bà Tư trong đó hết? Không lẽ chuyện này cũng có liên quan tới bà Tư sao? Khi không có bằng chứng thì không được nói lung tung nghe chưa. Nhưng mà con thấy chuyện này nó sao sao á. Thôi, bay lo mần việc của bay đi. Chuyện đâu còn có đó mà. Nếu thật sự chuyện nó là như vậy á, thì trước sau gì cũng phơi bày thôi. Dạ. Thôi bà buồn ngủ quá, bà đi vô. Ông á, ông coi làm sao cho đặng. Chứ em thấy từ lúc chị cả về nhà, không khí nó cứ ảm đạm sao. Mà cái nhà chứ có phải là cái am hay là cái chùa đâu. Mà lúc nào cũng ngồi im im giống như là đang niệm chú tụng kinh vậy hả? Hay là chị cả chỉ nhớ chùa? Hay mình đưa chị lên chùa, đặng chị vui nha ông? Làm như vậy chẳng khác nào đuổi bả rồi. Giả lại, tôi với bà tình nghĩa vợ chồng đã mấy chục năm nay rồi. Đồng cam cộng khổ gây dựng cái sự nghiệp này nè. Làm vậy coi sao đặng. Thì em nói như vậy á là chẳng qua cũng lo cho chị cả thôi. Muốn cho chị được vui vẻ để sống lâu với gia đình này. Chứ em có cái ý gì đâu nè. Bà ta còn ở nhà này ngày nào thì sẽ cản trở kế hoạch trả thù của mình ngày nấy. Bằng mọi cách
Mình phải chiếm đoạt gia tài nhà này nhanh mới được. Lâu rồi tôi mới có cảm giác thư thả như thế này. Tại vì lâu nay ông không chịu tĩnh tâm đó thôi. Ông à, ông coi mấy con thỏ kìa, thiệt đúng là dễ thương. Nhìn tụi nó thấy thương quá bà ha. Dạ bẩm ông, bà Tư mời ông vô trong uống trà. Vô bẩm với bà Tư á, ông đang đi dạo với bà cả. Trời ơi, chắc chết với bà Tư luôn quá. Mày nói cái gì vậy? Dạ, dạ con chào ông. Thằng này. Đi dạo tiếp đi ông. Bà thấy không? Đó à, chim chích chè. Con chào bà. Ừ. Con mời bà dùng cơm. Đợi đầy đủ mọi người đi con. Dạ. Ừ. Chị cả, em nghĩ là chị cần phải tẩm bổ thiệt là nhiều để cho chị có sức. Chàng ơi, phải bỏ tu mà chạy về đây lo cho cái gia tài này. Ê, mà quên, lo cho cái gia đình này. Nếu mà cứ ăn chay hoài như chị, làm sao mà có sức lo nổi chứ. Chắc là cảnh tu ở trên chùa thanh tịnh quá, nên chị mới thư thả đầu óc để suy nghĩ lo lắng cho cái gia tài này không có người trông coi. Lo lắng quá mà phải chạy về đây hả chị ha? Chưa ăn cơm, bộ bà ăn ớt trước rồi hả? Nói nhiều quá vậy. Trong cái nhà này, ngoài ông Hội Đồng ra, khi tôi chưa lên tiếng thì chưa tới lượt của dì đâu. Nếu dì không muốn mỗi bữa xuống nhà bếp ăn cơm thì bớt cái miệng lại một chút. Chị Sen à, xong chưa con? Con xuống mời hết mọi người lên ăn cơm đi con. Ông à, năm nay tôi thấy mùa màng thất bát. Ông thư thư ít thời gian tiền đất cho tá điền một chút nghe ông. Tôi cũng định có ý đó đó. Trời ơi, cái gì vậy? Ông không thu tiền của tá điền á thì gia đình này lấy cái gì mà ăn? Tôi với ông Hội Đồng đang nói chuyện, chưa có tới lượt gì xen vô nói tầm bậy tầm bạ đâu. Nhà này phải có kẻ trên người dưới, dì hiểu không? Tụi không ăn cơm nữa, tụi không thích ăn. Chuối gì mà xanh ngắt, sao ăn đây hả trời? Bà Năm. Gì? Kể Năm nghe cái này. Gì? Cái gì mà mày làm bí mật quan trọng thế ghê vậy? Hồi sáng á, con nghe bà cả nói mà con lạnh gáy luôn. Nè, rồi đi Năm, rồi đi. Mày làm cái gì mà thấy ghê vậy? Nói lạnh gáy là làm sao? Bà Năm tưởng tượng đi, bà Tư là cái bà hét ra lửa trong cái nhà này đúng không? Rồi sao? Bà không dám nói cái gì luôn, thấy ghê chưa? Ê, lúc đó bà cả của mình chắc quay phòng dữ lắm ha. Chứ gì nữa, ông nghĩ sao? Nè, tao nói hai đứa tụi bay á, nhỏ nhỏ cái miệng lại chút đi. Trời ơi, bà Tư mà bà nghe được á là tụi bay chết cả đám luôn á. Thì ở đây chỉ có con Năm với Tèo thôi, thế mà nhà trên biết thì cũng hai người nói thôi chứ ai. Ê, không có nói vậy nha. Bộ
Định nói tôi với bà Năm đây là bếp xếp lắm hả? Ừ. Thì tôi nói phòng hờ vậy thôi chứ bộ. Ai nhột thì người đó nghe, người đó trả lời. Thôi đi bằng việc hết đi. Mệt tụi bay quá, đi bằng việc hết đi. Xe kéo. Dạ mời bà. Nhanh đưa dạ. Tôi ra ngoài chợ nhanh lên. Mũi à, mũi à. Dạ. Lấy đồ cho bà mau đi con. Xe dạ. xe. Bà có đi không bà? Thôi con ở nhà đi, bà đi một mình. Dạ. Hiểm nguy. Dạ đi. Đã đến lúc mày xuống mau rồi. Đối mặt với tử thần. Tên hung thủ chính hắn. Bản lĩnh kiên cường ấy đã khuất phục bản năng nguy hiểm. Tội phạm giết người đều có một khuôn mặt rất là ác và có ác cảm với người xung quanh. Chết đi. Với Gió Thành Tâm, Lê Bê La, Hòa Hiệp. Đón xem bộ phim truyện Việt Nam Bản Năng Nguy Hiểm 19 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 trên truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 11 tháng 8 năm 2016.